Hello, xin chào các em nha. Đã đến kênh YouTube mình ha. Thì hôm nay mình buổi sáng cúp điện rồi nè. Thì mình cũng tranh thủ mình làm công việc khác. Đó là mình thay cái dàn áo cho chiếc winner của mình ha. Chiếc winner 2018. Thì đến nay năm 2022 mình đã sử dụng được 4 năm ha. Thì cũng như những chiếc winner khác thôi. Thì chạy thời gian sớm muộn phải kêu cái tăng cam à. Thì trong clip trước mình có nói đó, mình đã thay cái tăng cam cái leo rồi. Với giá là 30k, ship luôn 20k là 50k ha. Tới giờ chạy được 20 mấy ngàn cây anh em. Coi audio này. Xem được 29.972 cây ha. Gần 30.000 này. Thì với cái quãng đường audio mình đi như vậy thì tính ra mình xài khá là ít nha anh em. Nó chạy ha. Thường mấy anh em nào chạy nhiều đi một năm thôi hai mấy ngàn cây cũng có nữa. Tùy công việc chứ khi mình đi tour này kia thôi. Nó tùy cái nhu cầu anh sử dụng. Thì quá trình sử dụng thì cũng có chạy chỗ nha nè, chuyện đó tất nhiên thôi. Thì xe mình xe chở đồ mà, đây đã quất nguyên cái bao máy á, bao máy cắt cỏ nè, chạy nguyên dàn tem luôn. Đây thay rồi, thay nguyên một dàn áo mới gồm các món cơ bản như dàn nhựa nhám. Nhựa nhám thì cái nào cần thay mình thay thôi, chứ không phải là mình thay tất cả. Thì cái mặt này chứ mình cũng thay luôn. Cái này những vết chạy xước này thì do em mình nó ngã ha. Chạy về đường bị chó nó chạy ngang bất tử đó nè, thì em chắc cũng gặp nhiều trường hợp thứ đó rồi, thì khó xử lý ha. Thay dàn áo thay cái chiếc hậu khác luôn, chứ mình xài kính chiếu hậu của Yamaha ấy, giờ đổi sang kính chiếu hậu của cái YZ này nè. Kính chiếu hậu rất là đẹp mà nó nhìn nó gọn nữa, mình thích làm một cặp hơn. Tại em mình tháo mà nó gắn một cái thì cho mình làm xài được một cặp thôi. Hiện có ngã chạy rồi này kia, mình chạy thì đó giờ mình chưa có bị té, không có té, có ngã thì có chợt gông này kia thì chuyện bình thường thôi, nó cũng đáng kể gì. Chủ yếu bị thường nó sẽ cong, là nó cong cái chân gác phía bên phải. Mình cũng bị ngã một lần, bị cong, cong nhẹ thôi. Là mình lấy cái tiếp xe xuống xong. Đấy, dàn áo thì không ảnh hưởng, không chạy chui hết. Mà em mình nó ngã thì nặng. Tới anh không sao cũng mừng à. Nó chạy bên đây á. Chạy cái cơ bản chạy nè. Thay hết rồi, đây này luôn, chắc chắn sẽ bên hưởng chỗ này luôn. Và cái cái cản này bị xíu rồi không đáng kể. Sẽ đề máy cho anh em nghe thử nha. Mình chỉ review, mình quay clip anh em coi, mình tháo gỡ dàn áo thôi, không có gì. Mình ơi, thử cái găng tay khá là lớn rồi nè. Găng tay chuẩn của nó là khoảng 1.800 tua cho nè. Từ 1.800 á. Tua khá là cao. Găng tay thì nhờ vậy mà cái anh em điều số ít tắt máy hơn, hoặc là Exeter hay là mấy chiếc Sonic mới tua cao mình không quên, rồi cái Rider sao kia rồi tua cao. Cái máy còn vô cũng giống như lúc trong hãng chạy ra thôi anh em ơi, tiếng nó xào bình thường thôi. Đây là cái động cơ nó phải cắt bắt buộc phải có thôi, chứ không có máy nào Ebru hết, chỉ có motor điện chạy mới Ebru thôi, cũng như E thôi. Thì xe mình nó bị hãm tua 10.000 rưỡi gì đó, nó đờn cũng có. Thì mình khẳng định với anh em á, là chiếc Winner chạy sẽ bốc với chiếc 155 nha nè. 155 nó lì lắm, chạy nó không có bốc luôn. Cái ga đầu á. Thì chiếc xe này thường xuyên mình chạy đường nhỏ chạy số 6 bình thường á. Còn chiếc Winner 155 mình là chạy số 6 chạy không nổi rồi, chạy đường nó góc máy rồi. Do cái ga đầu của nó xài cái gối tăm thấp á, nên cái ít hào xăng, nhưng mà nó vẫn hào xăng. Chứ Winner mình, Winner là cái chỉnh xăng nhất nha nè, nó mạnh á. Winner X hay là Winner đời mới mình không biết như thế nào, Winner đời mới thì rất là đẹp á, nhìn nó khá là hố này kia. Mà Winner này thì nó cũng trang bị số cái cần thiết quan trọng như là ổ khóa từ này kia. Winner đời mới thì có nắp máy này kia, chứ cũng có chế nữa mà thấy nó không ổn cho lắm, thì lâu về dài năm thì gỡ rồi, không tắt máy. Máy ấm thôi, vô đóng khói xịu nha nè, rất ít. Chạy hai mấy ngàn cây, bằng 30.000 cây rồi, 99 mấy. Nên thì bóc con ẹt 155 cho là cái máy thiết kế thôi. Cái đi ô không đi ô này thì mình không quan trọng đó. Nói chung chiếc Winner mình là mạnh hơn 155 nha nè.
mạnh hơn, khẳng định là mạnh hơn. Thì mình cũng đã thay cặp vỏ rồi, chỗ này vỏ ngoài thì mua ngoài thay vô thôi, tính là rẻ hơn vỏ hãng. Thì khi hãng thì là tiền nền ta nhiều quá nên giá rất là cao. Mình thương tắt mốt nha nè, tắt mốt. Cái vỏ này vỏ gì không biết, mình không nhớ tên nữa. Mà nói chung là made in Việt Nam đó nè mày, cái tên gì mình quên nè. Trong vỏ này cặp 700-800 ngàn một cặp luôn á, còn em mua vỏ hãng một cái 700-800 ngàn á, mà biết chất lượng như thế nào cũng gành. Mà số anh em mình có xài loại vỏ này nói nó hơi cứng, cũng là cứng thiệt, nhưng mà chạy khá là nhẹ xe. Xuống gần đây là 1.500 này nè. Thì chiếc 1.500 thì cũng có một số ưu điểm mà mình sẽ kể sau phần đó ha. Thì đó thì chạy thì nó bốc thôi, nhưng mà nó hơi rung, cái giò mà nó hơi rung nha, cảm giác chạy hai chiếc khác nhau hoàn toàn luôn. Xe thì chạy nó đầm hơn. Thật may nè, mình dặn chìa khóa nó không hết, trả lại chạy nữa. Thì đây là bộ vàng áo 11 món mình vô dồn nó thôi. Thì ra mình mua bộ loại 9 món là 7 món chứ, 7 món với hai cái mặt nạ mình mua ở shop khác nữa. Như cái Oppo này lúc mình mua xe, lúc mình bị ngã, em mình nó đậu trên đất mềm, nó dựng chân ngã ngược qua đấy. Chỗ này làm vô mình làm bể, ai làm bể mình quên biết, nó cũng lằn đây nè, nằm sớt sức mất tiền miếng thịt luôn. Thay cái Oppo khác á, chung dặn vô đen này thì cũng không bao nhiêu tiền. Này mua đồ hãng hết á, tất nhiên hãng rồi, không có đồ lô được. Cái này cái mặt nạ đèn xi nhan này, thì gồm bẩn rồi này kia về trước rồi yếm rồi, nói chung là dạng nhựa có màu á nè, bẩn nè, trái bẩn phải bẩn phải. Nói chung là đây thì nguyên cái thùng này thì mình mua cũng 2 triệu ngoài. Cái này là cái gì ta, cái này cái về trước, về trước về trắng bùng trước, cái trái nè, yếm là nằm cuối cùng rồi. Cái này mặt nạ nè, chung thấy nè, cái nào là nó có chạy thì mình thay luôn, thay xong để chế đồ thôi nè. Xe này chế đồ rất là tuyệt. Thì clip này có thể mình sẽ quay nó hơi dài anh em, chủ yếu là xem giải trí thôi nha. Thì mình cũng đang làm máy nên chưa có làm xong, mình cúp điện thôi làm này luôn, muốn để lâu rồi, cũng cả 10 ngày nửa tháng rồi. Chung xe mình chạy kỹ lắm, phần nhớt nha, mình thay rất là kỹ, 1.000 cây thay á. Có đợt rồi mình chạy công việc quá nhiều đi nè, chạy 2.000 mấy cây mới thay, không rảnh mà thay nhớt luôn. Mà dù thay nhớt chỉ tầm khoảng 20 phút. Thì Winner thì được cái rất là tiết kiệm xăng nha nè, thì một lít chạy được 50-60 cây nên là chạy tầm khoảng 60 số giờ. Mà đồng hồ nó rất là ảo nha nè, cực kỳ ảo luôn, nó ảo hơn app 60-17 nữa nè, ảo app 67 5-6 cây. Em chạy cái đồng hồ nó báo 90 nên em chạy cái app 67 chỉ có 75 thôi, còn app 69 sụt nữa, nên em nghĩ tưởng tượng nó ảo cỡ nào. Bởi xe này chạy 100 dưới sông chạy vỏ 70 nhưng qua mặt được. Hãy vui ha. À, sên này nhâm sinh dĩa mình có thay nha nè. Cái nhâm sinh dĩa này màu vàng vàng không có tên gì mình quên nè, nhưng mà cái này thì khá là ok. Cái gì? Yuko Thái Lan. Thái không biết mình cũng quên. Mà cái sên này chạy rất là im. Nhưng mà chiếc Winner thì nó có cái dở là nó bị dính số, dính bố nồi, khi anh em chạy dồn số về số nhỏ là nó bị giật vì sơn, nó giật cái đá để gọi là đá đây sơn đá số rất là phiền phức. Chiếc 155 thì nó có công nghệ lết cắt gì đó, nó không có bị cái hiện tượng đó nha em. Đang chạy tốc độ cao em trả về số 1 luôn bình thường, không có cái hiện tượng dồn. Còn thằng này số 3 nó đã bị rồi, số 2 số 1 bị còn nhiều hơn. Và chiếc Winner này nó có cái đặc điểm là nó chạy số 4 bị hú nồi nha em, chỉ mình nên số 4 bị thôi, số 3, số 5, số 6 thì không có bị gì. Nhưng mà mình chạy cảm giác chiếc Winner thì chạy cái độ feel á, khi nó đi rồi nó nhẹ lắm, cảm giác là nó không có bị ì nặng. Có nghĩa là cái xe nó lăn đi nó mượt lắm. Và chạy thì nó cảm giác nó ghì lại, giống như nó bám đường quá hay sao, mình cái đó mình cũng không biết được miêu tả. Không biết anh em nào có bị trường hợp giống vậy không. Thì clip này có thể sẽ khá là dài, mình sẽ phải cắt ra mình quay cái phần đầu này, mình chia sẻ với anh em thôi, những cái mà mình trải qua, hay là anh em có cái mà chung với mình đó, thì có thể đóng góp ý kiến này kia, hoặc là cái lạ nào đó chia sẻ cho anh em cùng biết đó. Những cái clip này mình quay chủ yếu là giống như review. Cái xe này thì nó nặng hơn chứ 155 mình xíu, 155 118 kg, này 124 kg, nhưng mà chạy thấy nó lướt hơn,
hiểu sao? Thì xe mình từng hư cái buri, chứ mình quay clip cho anh em coi. Hư là lý do là nó bị xúc cái chân, xúc cái chân, xúc cái đầu buri luôn, cái đầu ở trên chập buri xét ngửa rồi này kia, nó xét lọt trống rồi, lâu ngày nó xức chạy hồi được hồi không. Thì mình thay buri khác mà chạy tới giờ luôn. Chung xe anh em kỹ phần nhớt nhau, hầu như chạy cả đời không có hư gì, chỉ hư cái vỏ này, nhông sinh dĩa chị nó phải hư, tại nó hao mòn, nó tiếp xúc ma sát phải hao mòn này. Còn phần máy thì anh em chạy kỹ, nhớt nhau này kia anh em chạy thì nào mà nó hư nổi cái máy, khó lắm. À, còn xung xăng điện tử thì bắt buộc phải anh em phải xúc lâu lâu phải xúc kim phun này kia, giống bình xăng con vậy thôi. Thì mình chưa xúc nữa, xe mình hãng đã gọi mình 3 lần đi kiểm tra mà chưa gánh mình đi 3 lần rồi. Thì một hai lần đầu nhà em mình đi mình cũng gánh mình đi nữa. Hai lần đầu là mà em mình đi chứ không phải mình, chỉ có lần đầu tiên mình đi mua đi thấy em biển số của em mình cũng đi luôn chứ không phải mình, không có thời gian. Mình không làm mấy cái bảo dưỡng này kia, nhưng mà mình cũng có mua cho carbon, mình đổ vô cái bình xăng nó làm cho nó chạy nó xúc kim phun luôn. Thì đó cũng hay, đổ mấy chai, 4-5 chai rồi. Vấn đề chạy thì cũng ok thôi. Lúc trước nó xe mà nó bị cái lỗi chạy tua tầm 5-6 ngàn nó bị hộc. Giờ nó dời lên tới 10 ngàn, 9 ngàn mấy 10 ngàn, anh em sóc tua có tử lên hộc. Tới tua đó mới hộc nha, còn em kéo từ lên thì nó bình thường tới 10 ngàn rưỡi nó mới đờn. Nói chung thì chạy thời gian thì ban đầu cũng mạnh, giờ cái tua cuối nó lên nổi rồi, bị dầm như cảm giác nó bị thiếu thiếu gì hay nó bị bụi ngạt cái gì gắt phun sao. Cái đó phải xử lý lại, nhưng mà mình thì mình không có hướng tốc độ, mình chạy gì đó cho xe này mình chưa chạy bao giờ hết ga luôn. Chỉ có đậu chỗ nẹt hết ga thì có thôi. Chứ mình chạy không có máu lửa quá. Số cái chú ý anh em đừng nên lên phí tiền nha nè. Không anh em nào có chạy qua chứ mình thì mình rút kinh nghiệm. Anh em tốt chứ đừng nên thay cái dè nè. Dè gì cứ để đi, đừng có gắn cái dè mà dài đi, mình bỏ 1 cái rồi mua chiếc dè 155 bỏ thêm 1 cái nữa 2 cái. Không tác dụng cho anh em, đừng thay. Đồ dính xe sao cứ để như vậy đi. Anh em nào muốn gọi là không dính sình luôn, anh em chơi cái gì chụp á, chụp nửa cái bánh vậy nè. Nó hơi xấu nhưng mà nó gắn sình tốt hơn. Chứ anh em đừng có mua loạn khúc á, không tác dụng gì đâu. Anh em nào không tin cứ mua về cái thứ này cũng bỏ à. Mình cũng từng bỏ à. Thứ hai là đừng có thay cái đuôi này ha. Đừng nên thay. Thay xong hối hận quay về dính hết. Nói chung những thứ phụ tùng mà người ta bán á thì cũng có cái là nó góp phần cho cải thiện, và cũng có những cái là nó tệ hơn cũng có, mà đa phần nó tệ hơn là nhiều, cải thiện ít. Mình đã từng thay cái đuôi này rồi, chạy cái văng sình lưng đầy nhóc, còn cái dây dinh cho nó đỡ dần, nó văng mà văng ít, có văng mà văng ít nha, chứ phải là không văng. Rồi cái dè này cũng vậy luôn đỡ, chỉ có kính chiếu hậu là anh em nên thay thôi, mà nó tùy nữa, mà chắc chắn là phải thay thôi, tại nó cồng kềnh quá. Anh em như xe cha mình nè, kính cha mình lớn tuổi chạy xe zin thì kính hậu zin cồng kềnh nhiều, nhưng mà được cái nhìn quan sát rõ, mình hay chạy hay cũng hay quan sát phía sau trái phải còn kỹ càng thì nên còn giữ kính chiếu hậu này, còn không em cứ thay thay kính nào nhìn có rõ nha. Mình thay một cặp đó, nhưng mà em mình nó chạy mượn xe mình chạy nó tháo cái cặp kính kia ra gắn cái vô gì nè, mình cũng thay cặp khác luôn à. Cái này cần thiết thay thôi, còn mấy cái khác này em cứ để nguyên đi. Với có những cái càng làm thêm, ví dụ như cái gì, cái dạng bùn này nè, thì cái này nó không có trắng bùn thì anh em phải chế trắng, họ đi văng vô cổ bô này nè ha. Cổ bô mình chạy tới giờ nó mới xét rỉ nhẹ nè, tại mình không chăm sóc này kia. Cái ống này cũng có xét rồi, chắc chắn phải xét rồi, giờ nước nó văng sình vô tử, mà cái này nó đỡ thôi. Anh em thôi, anh em không làm cái này, anh em chạy tầm mấy ngày bắt đầu nước nó văng sình, nó bám nó mau xét lắm, mà hơn thì cái đó những cái càng làm. Thế mà cái gì trắng bùn này với cái kính chiếu hậu anh em cần phải xử lý. Còn cái khúc đằng sau á khỏi đi. Cái yên nữa, yên nếu em thích thì cứ thay gọt nó lõm xuống ngồi. Mình cảm giác là ngồi cái yên chiếc Winner nó dễ chịu hơn cái yên chiếc 155 nữa nè. Yên 155 ngồi rất khó chịu, trước sau ngồi trước ngồi sau cũng khó chịu. Sao? Nhưng mà đi đường xa thì nó lại không có mỏi. Các bạn nó không hiểu từ cái gì. Còn cái yên xe cha mình ngồi cực kỳ đã. Yên nó mềm á, có độ rộng á, ngồi trước ngồi sau rất thoải mái chạy đường xa, không mỏi lưng, không mỏi giò. Còn Winner thì có mỏi mà ít. Ad thì cũng mỏi mà ít, nhưng mà cái cảm giác ngồi nó không có êm đứt. Nó dễ hiểu là vậy đó. Đèn pha này, cái đèn của Winner nó cũng đỡ. Đỡ 155. Nhưng mà 155 thì anh em mua cái dắt mà chuyển đổi bật cốt pha cho cháy điện lược á. Để sẽ cải thiện ánh sáng hơn, mình thấy cũng được, mình có làm thử rồi. Tháo đầu đèn ra gắn vừa được 2 phút rồi. Rồi, đây là phần review clip đầu tiên ha. Clip thứ hai sẽ bắt đầu mình tiến hành mình tháo dàn áo và lắp ha.